Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ kiểm tra công tác triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành. Đi cùng đoàn có lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Cùng với đà tăng của thế giới, vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục giá mới, thậm chí có xu hướng vượt mặt vàng miếng SJC bình ổn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng nhằm giúp dự án chống ngập sớm hoàn thành. Sáng 26 tháng 9, hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2024 với chủ đề kết nối trách nhiệm hướng đến chuỗi cung ứng xanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức chính thức diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Tổng tư lệnh quân đội Israel đã yêu cầu binh lính chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo về cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga bằng vũ khí thông thường được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ cũng sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chân Thành là trục cao tốc Bắc Nam của tỉnh Bình Dương - Bình Phước, trục xuyên tâm cắt qua đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, nối tiếp tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chân Thành - Bình Phước, là một trong những tuyến chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Đoạn qua Bình Dương có điểm đầu tại đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố Thuận An, điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước ở km 52+247 theo lý trình dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa chiến lược kết nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành và hàng loạt tuyến cao tốc cảng biển. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương, Bình Phước phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Phước chỉ có 7 km theo hình thức đầu tư công, cần khẩn trương triển khai, hoàn thành sớm. Trong quá trình triển khai, nhà thầu chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương làm nhà thầu phụ để vừa thi công nhanh dự án, vừa tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, vừa giúp cho các doanh nghiệp địa phương trưởng thành để làm các dự án lớn khác. Hôm nay 26 tháng 9, giá vàng nhẫn tại công ty vàng bạc đá quý SJC đã tiếp tục điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn theo đà tăng của thế giới. Theo niêm yết, mỗi lượng vàng nhẫn hiện ở mức 81 triệu đồng mua vào và 82,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tương ứng tăng 200.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Tuy nhiên, vàng miếng bình ổn vẫn đứng yên ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra ở mức 83,5 triệu đồng mỗi lượng. Với mức giá này, vàng miếng SJC mua vào chỉ còn cao hơn vàng nhẫn 500.000 đồng và giá bán cao hơn 450.000 đồng mỗi lượng. Tại các doanh nghiệp khác, giá mua vàng nhẫn đã cao hơn giá mua vàng miếng SJC. Cụ thể, Doji niêm yết giá mua vào ở mức 81,95 triệu đồng, giá bán ra ở mức 82,95 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá bán nhẫn tròn phú quý hiện đã chạm đến mốc 83 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức giá kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay. Như vậy, trong hơn một tuần qua, giá vàng nhẫn đã tăng thêm khoảng 4 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng khoảng 500.000 đồng mỗi ngày. Với tốc độ này, các chuyên gia thậm chí còn dự báo giá vàng nhẫn có thể sẽ sớm đạt ngưỡng 85 triệu đồng một lượng nếu giá vàng thế giới tiếp tục đi lên. Trên thị trường thế giới, vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.670,43 đô la Mỹ vào hôm qua khi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác của Fed đã thúc đẩy đà tăng giá của vàng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng thỏi đã tăng hơn 29%. Nguyên nhân được cho là đến từ việc các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách và các vấn đề địa chính trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Dự án ngăn triều này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Nam BT 1547,
tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ba khó khăn, vướng mắc lớn còn tồn động trong quá trình thực hiện dự án ngăn triều. Các khó khăn, vướng mắc này cần được lãnh đạo chính phủ xem xét tháo gỡ. Theo đó, vướng mắc đầu tiên là chưa xác định rõ thẩm quyền và trình tự thực hiện đối với dự án đang trong quá trình triển khai có sự thay đổi. Các nội dung thay đổi dẫn đến dự án thuộc tiêu chí quan trọng quốc gia. Vướng mắc thứ hai liên quan đến việc huy động nguồn vốn thi công hoàn thành công trình, xuất phát từ việc ngân hàng BIDV không đủ cơ sở để ký phụ lục hợp đồng tín dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT1547. Cuối cùng là khó khăn liên quan đến việc chưa có cơ sở thanh toán hợp đồng BT. Hội nghị kết nối cung cầu năm nay có quy mô lớn nhất với sự tham gia của hơn 2.000 doanh nghiệp, 700 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sắc vùng miền đến từ hơn 45 tỉnh thành phố trên cả nước nhằm tìm kiếm cơ hội kết nối với 13 tập đoàn bán lẻ và 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam. Điểm mới của sự kiện năm nay đó là sơ kết chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa kể từ đợt phát động vào tháng 3 năm 2024. Chương trình giúp định hướng hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường là đại diện các hệ thống bán lẻ với sự tham gia tự nguyện, tự giác, chủ động nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các doanh nghiệp đã nhận được tầm quan trọng của sản phẩm an toàn chất lượng từ khâu sản xuất đến phân phối. Từ kết quả này, ông Hoang hy vọng các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng tiếp tục nỗ lực hơn nữa để mang sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, bởi sự hài lòng của người tiêu dùng là yếu tố quyết định cho tất cả các kết nối. Được biết, sự kiện kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 9 với nhiều hoạt động như kết nối B2B tập trung, chương trình bán hàng trực tuyến, kết nối B2B chuyên đề kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử, các hoạt động kết nối trực tuyến, đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đặc sắc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng các hoạt động quân sự của Israel chống lại Hezbollah sẽ không dừng lại cho đến khi người dân miền Bắc phải di dời do các cuộc xung đột xuyên biên giới có thể trở về nhà một cách an toàn. Theo một tuyên bố, Tổng tư lệnh quân đội Trung tướng Harry Halevi phát biểu với một lữ đoàn xe tăng rằng chúng ta tấn công suốt cả ngày, vừa để chuẩn bị cơ sở cho khả năng các anh tiến vào, vừa để tiếp tục tấn công Hezbollah. Lời cảnh báo của Israel được đưa ra sau khi Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào trụ sở cơ quan an ninh tình báo Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Đây là lần đầu tiên họ bắn tên lửa đạn đạo sau gần một năm xung đột xuyên biên giới bùng phát do cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cho biết họ không nghĩ Israel, đồng minh thân cận của mình, sẽ sớm tiến hành chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Say nói với các nhà báo rằng có vẻ như không có chuyện gì sắp xảy ra. Tại Washington, Tổng thống Biden đã cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện sau khi quân đội Israel đặt trong tình trạng báo động chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Ông Biden nói một cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Biden nói với đài truyền hình ABC rằng vẫn còn cơ hội để có một giải pháp có thể thay đổi cơ bản toàn bộ khu vực. Ông Putin nói với Hội đồng An ninh của mình rằng ông cần phải sửa đổi học thuyết hạt nhân của Điện Kremlin để cho phép tấn công hạt nhân trả đũa trong trường hợp Nga bị tấn công bằng tên lửa thông thường. Theo ông Putin, hành động xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân, đều được coi là một cuộc tấn công chung vào Liên bang Nga. Trước đây, học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép nước này tấn công hạt nhân sau khi bị kẻ thù có vũ khí hạt nhân tấn công trực tiếp, trong khi Ukraine không có tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, ông Putin cho rằng sự xuất hiện của các nguồn đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga có nghĩa là ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga. Ông Putin cũng cho biết học thuyết hạt nhân mới của Nga sẽ bao gồm cả Belarus, một đồng minh quan trọng. Nga đã di chuyển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và thử nghiệm một số tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn nhất. Nhưng các nhà phân tích đã đặt câu hỏi liệu Putin có thực sự sẵn sàng ra lệnh tấn công hạt nhân hay không. Tuy nhiên, một đồng minh quan trọng của Nga là Trung Quốc đã từng nói với ông Putin rằng họ sẽ không dung thứ cho một cuộc tấn công hạt nhân của Điện Kremlin.